Chào các bạn. Tiếp theo nội dung hôm nay, Hân sẽ trình bày với các bạn một cái trường hợp mình đã sở hữu được miếng đất từ trước, từ anh em bà con dòng họ, từ cha mẹ để lại. Và cái hình dạng của nó không giống như cái dạng chuẩn chỉ, giống như cái nhà phố ở trong cái video trước đó Hân đã mô tả. Trường hợp này có thể chia ra, nó không có hình dạng cụ thể giống như hình nhà ống, ví dụ như là nó là vuông vuông, có thể là diện tích nó cũng rất lớn, khoảng 60-70 m², ví dụ như cạnh 7 cạnh 8 hoặc là cạnh 99, ví dụ vậy. Đó là trường hợp cũng dễ bố trí thôi. Còn có những cái trường hợp là nó cũng là 50-60 m² nhưng nó bị hình dạng rất là ngằn nghèo, gãy khúc, góc khúc. Hoặc trường hợp thứ ba đó là bề ngang nó quá nhỏ, nó chỉ có 3 m thôi, 2 m 8, ví dụ vậy. Chiều dài cũng được khoảng 10 m², thì đây cũng là trường hợp cũng còn có thể thiết kế được. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp nó vừa hẹp bề ngang mà ngắn chiều dài, ví dụ như là 3 m rưỡi hoặc là 4 m, nhưng chiều dài không được 10 m, chỉ có 9 m 8 m, sau khi trừ quy hoạch lộ giới này kia nọ. Thì những cái trường hợp như thế này, hoặc là có diện tích lớn nhưng mà nó không có theo cái chuẩn chiều dài, nó không phát triển được theo cái phân chiều dài, thì kiến trúc sư cũng rất là khó bố trí. Tuy nhiên khó chứ không phải là không thể, mọi việc đều có cách xử lý và có cái cách bài trí cho nó phù hợp, hạn chế được những cái khuyết điểm của miếng đất và phát huy những cái lợi thế còn lại. Tuy nhiên Hân khuyên các bạn là không nên tìm mua những cái vị trí diện tích đất nó có hình dạng bất lợi như thế. Trừ trường hợp bạn được cho tặng hoặc là kế thừa thì không nói, cái đó là mình không có lựa chọn rồi. Còn nếu mình đang chuẩn bị tiền để mua và vì một lý do mình eo hẹp, mình khó khăn, mình ít tiền mà phải đi mua một cái diện tích đất rất bất lợi, nằm trong hẻm sâu, hẻm nhỏ, vận chuyển xe ba gác máy hay là xe máy ô tô không vào được, thì không nên mua cho dù nó có rẻ. Tại vì mua thì trong quá trình xây dựng nó cũng sẽ rất là khó khăn, rất là vất vả, chi phí xây dựng sẽ tăng cao, ngoài ra sử dụng cũng rất là khó khăn. Chính vậy, nếu như mình quyết định tìm đất và xây nhà thì nên tìm những căn có bề ngang 4 m, chiều dài lớn hơn 15, đường hẻm ô tô ra vào được thì càng tốt. Đó là cái video trước Hân nói cái nhà chuẩn nhất đối với nhà ở thông dụng trên các thành phố lớn Việt Nam. Còn trường hợp này thì nó sẽ có rất là nhiều cái thời gian suy nghĩ, tìm tòi cách bố trí, khắc chế. Và một cái kinh nghiệm quý là ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ở Sài Gòn, các cái kiểu nhà này, dạng này cũng rất nhiều, rất là phổ biến. Và mình cũng phải ở thôi, vì nó là tài sản ông bà để lại. Hoặc là mình ít tiền quá mình cũng phải bắt buộc mua, vì cái ưu tiên cần có một cái nhà sớm để mình ổn định cuộc sống. Thì các bạn nên tham khảo trên các tạp chí, các báo chuyên về kiến trúc cũng có, hoặc là tham khảo phong cách kiến trúc của Nhật Bản, Singapore. Đó là những nước phát triển người đông, tuy nhiên diện tích đất nó không có nhiều, thì buộc họ phải, kiến trúc sư cũng như chủ nhà, họ phải tư duy, phải làm sao tìm tòi những cái cách thiết kế độc đáo mới lạ để mà mình vẫn có được cái không gian sở hữu nó, sử dụng nó tương đối khoa học nhất. Ở đây không thể nói về cái bề thế hoặc là nguy nga đối với những cái dạng nhà được, mà hãy làm sao đẩy mạnh cái tính khoa học rộng rãi và tích hợp nhiều chức năng trên cùng một không gian diện tích để mình có được cái không gian sống nó cũng lý tưởng, không kém với những cái nhà lớn. Tuy nhiên chắc chắn nó không bằng nhà lớn được, nó không thể nào, ai cũng biết điều đó. Và khi các bạn lỡ mua rồi hoặc là đã sở hữu rồi thì các bạn đừng tự ý xây theo cái kinh nghiệm và kiến thức mình biết, mà đối với những cái dạng nhà này cũng cần phải có một cái đơn vị thiết kế càng rất chuyên nghiệp. Càng khó thì càng tìm công ty thiết kế chuyên nghiệp để làm gì, để thông qua những cái kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, họ sẽ xử lý cho bạn có được một cái không gian ở độc đáo trên cái phần diện tích đất có phần hơi bất lợi của mình mà mình cảm thấy hài lòng nhất.
thỏa mãn nhất. Chi phí thiết kế có thể tăng cao nhưng đó là một cái phần bắt buộc phải đầu tư. Còn trong quá trình xây dựng mình có thể tiết kiệm ở các cái hạng mục hoàn thiện khác. Tuy nhiên để có được cái nhà đẹp các bạn cần phải đầu tư một cái bộ hồ sơ chất lượng, và đặc biệt cho trường hợp này là điều đó cần rất cần thiết. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy nội dung của kênh YouTube của Louis có giá trị tham khảo, các bạn vui lòng nhấn nút subscribe để hân tiếp tục có động lực làm thêm những video chia sẻ kinh nghiệm quý khác cho các bạn tham khảo trước khi quyết định xây nhà. Cảm ơn các bạn.